Hello everybody, welcome back to my channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình trong ngày hôm nay. Trong video này mình sẽ cùng các bạn khám phá và chinh phục 8 tựa game nổi bật nhất trong những ngày qua. Với tựa game đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào trong đầu video này, đó chính là SuperBrawl. Cùng bắt đầu luôn nào, let's go. It's loading. Tôi cảm ơn loading hay Get ready to roll. Okay. Let's go. 3 vs 3. Okay. Throw now. Yes. Wow, so strong. Okay. Rồi victory, mình cho đến với trận đấu thứ hai. Let's try. Oh my god. Ôi, con cái dog này có khỏe. Ok, bây giờ là cuối cùng trong trận chiến này. Các bạn dự đoán sao ai là người chiến thắng? No. Oh my god. Không đánh mình các bạn ạ. Ồ, nó mình bị mắc lừa rồi. Wow. Finally we are victory. Cuối cùng chúng ta chiến thắng trong ba trận đấu này. We have a winner. Ok. Never. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game thứ hai trong video hôm nay. Đó chính là HungryDragon True. Let's go. Ba. Oh. Oh, boy. Được 10 kim cương.
Siêu. Bên nhau. Quay sắp không được rồi ạ. Ok, còn có cuối cùng nào. Uầy, vẫn chưa được một người ạ. Ê, xa cả. Không được rồi mọi người ạ. No. Ao nó, cho cast. Rồi. Hết thẻ bài rồi. Ok, không sao hết. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang tựa game thứ 3 trong video hôm nay. Đó chính là HungryDragon. Tựa game khá Ubisoft phát này. Chúng ta cũng bắt đầu luôn nào. Vậy nào. Okay. Wow. Wow. Let's go now. Nothing event date. Wow. So big. Nhiệm vụ hôm nay chúng ta là nặng dưới nặng 3.000 mét, nặng tổng cộng 3.000 mét và bay 15.000 mét. Ok, ăn 12 con Castro màu vàng. Ok, và cái thứ mà rất nặng. Wow.
Mà ra vùng lại dưới bao nước nào. 3.000 mét mới ạ. Cùng đứng ra để hoàn thành nhiệm vụ nào. Wow. Chúng ta cần phải di chuyển. Trăm mét rồi mọi người. Ok, chúng ta sẽ để cùng để trong những đợt sau chúng ta sẽ chinh phục tiếp nhiệm vụ này. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang tựa game thứ ba. Xin lỗi các bạn, thứ tư trong video này có tên là DinoDigger. Let's go now. Nào, hôm nay mình sẽ chọn một chiếc xe màu tím đi. Màu xanh, green. Có hai ngôi sao star. Và một chiếc cần của màu xanh này. Viên vàng đầu tiên. Đâu còn sang cho bụi là có gì nào. Ok, vào vàng thứ hai. Wow. Ok, chúng ta còn đỡ mất một bụi rồi. Yeah, we finish. Ok, thế chúng ta hoàn thành chặng đường của khủng long tại đây đến với tựa game thứ 5 trong video này, chính là SpongeRun. Ok, running game, một cái game cực kỳ nổi tiếng.
Let's go now. Yes! Head for my time machine, porous brain! Let's make a run for it! I prefer this one. Dodging that! Đây, sao cô đã phản rồi? Cho on vài. Đây, đây rất giống tựa game Flappy Bird. Các bạn đã từng chơi qua tựa game này chưa? Flappy Bird. Oh no. Okay, go see him. Hai nghìn mét đầu tiên rồi. Ok. Quay trở lại khu đua rồi. On the net. Well, on the plus side, I won't have any trouble sleeping tonight. Oh no. Ok, con sẽ cho chúng chuyển sang tựa game thứ 7 trong video này. Xin chào các bạn, thứ 6. Có tên là Stickman. Escape Madhouse. Play now. Ok, trong những thứ ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Mình sẽ cùng các bạn khám phá và mình biết một cách để có thể thoát ra khỏi Madhouse này, được chưa? Chúng ta có thể sử dụng nhíp. Ok, let's go. Để phá khóa này. À, một cái này. Phải thật nhanh. Ok. Tôi làm thế đâu. So we are free. Đấy. Có thế là chúng ta đã thắng. Nó thoát ra khỏi được. Nó thôi điên rồi. Để đến với tựa game thứ 7 trong video này. Chính là TrollQuestInternet. Và chúng cùng chờ tới màn đầu tiên này. Start from level 1. No. Các bạn thấy tôi thích cắm không? Ok. Level complete. Next level. Thank you.
Just make him scared. Yeah. No. Tap and hold. Các bạn chỉ cần ấn vào giữ thôi. Ok, yeah. Cùng đến với tựa game thứ 8 trong video hôm nay, cùng khám phá xem tựa game này có thể chúng ta giải đáp như thế nào. SpongeRun Break này. We should use pump no time of mine first. No. One more time. Dynamite. Ok, thì chúng ta đã tìm được hướng giải đáp cho tựa game này. Chúng ta sẽ dùng để xuống hòn đảo để chúng ta thoát được sự nguy hiểm này. Đây cũng là đây vừa được game cuối cùng trong video này mà mình muốn khám phá của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn có những ý kiến gì, các bạn hãy cho mình biết những ý kiến đó bằng cách comment, like, share and subscribe cho channel của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Thank you for following my channel. And I want to say thank you so much. Please subscribe for me. And see you soon.